Cô gái này trong lúc đi kiểm tra buồng trứng, khi bác sĩ thử nghiệm thụ tinh nhân tạo, không may đã dính thai, nhưng không ngờ rằng tinh trùng được cấy vào người mình là của một tổng tài đẹp trai cao to, lại còn là sếp của mình. Cô là Giai Nguyệt đúng không? Cô là ai? Tôi là Lâm Quyền Như, chủ tịch tài chính của tập đoàn Tinh Hoa Group, đây là 10 triệu. Khi nào cô sinh đứa bé ra thì đưa nó cho tôi. Hóa ra cô gái Lâm Quyền Như này đã từng sang Anh Quốc để thực hiện thụ tinh nhân tạo, nhưng vì bác sĩ sơ suất nên không thành công. Và sau khi điều tra thì biết được Giai Nguyệt là người đã mang trong mình giọt máu của Khải Gia. Cô ta tìm đến và yêu cầu Giai Nguyệt phải giữ kín chuyện này. Giai Nguyệt là cấp dưới của Khải Gia. Lúc hai người đang đi chung thang máy, đột nhiên bị cúp điện. Giai Nguyệt sợ hãi nép sát và bám chặt vào người Khải Gia. Tóc của cô ấy mắc vào nút áo của Khải Gia, trông tư thế khá là nhạy cảm. Cô vì sợ chết nên nói nếu như cả hai không thoát được thì sẽ nói cho Khải Gia biết sự thật về cái thai. Nhưng khi đã thoát được ra ngoài, cô ta hoảng quá nên chỉ nói đại rằng mặc dù anh dẫn dắt công ty chưa được lâu, nhưng tất cả mọi người đều khâm phục tài năng của anh ấy. Nhảm nhí, cô giỡn mặt với tôi à, tập trung vào công việc đi. Vâng thưa sếp, em chào sếp. Khải Gia khi biết được mẹ lén đem tinh trùng của mình trong tinh trùng banh đi cấy thì vô cùng bực tức. Mẹ đang làm cái thứ gì sau lưng con vậy? Mẹ hơi quá rồi đó, quá đáng cái gì chứ? Năm ngoái con bị trúng độc chăn ngay chỗ đó, thật may là đã ổn, nhưng khả năng có con một cách tự nhiên của con bây giờ chỉ bằng không. Mẹ không lo thì ai lo? Còn nữa, thằng anh ba của con nó đang để mắt để cái vị trí chủ tịch của con. Nếu như con có con trai thì nó sẽ từ bỏ thôi. Nói cho con biết một tin tốt, Uyển Như đã phẫu thuật thành công rồi. Ngày mai con với con bé đi đăng ký kết hôn luôn đi. Ha ha, vậy bà đã đưa cô ấy đi kiểm tra lại chưa? Cái gì? Sợ bị bại lộ, Uyển Như viện cớ đau bụng để tìm cách trốn đi. Nhưng Khải Gia đã bắt cô và mẹ mình lên lầu nói chuyện trắng đen. Khải Gia nhận được một thông báo đó là cuộc phẫu thuật của Uyển Như đã thất bại, không hề có đứa bé nào trong bụng cả. Anh cũng biết được đã có một người khác đang mang con của anh, chính là Giai Nguyệt. À, Uyển Như ghen tức, cho giang hồ canh me bắt cóc cô, nhưng thư ký của Khải Gia đã xuất hiện knock out hắn. Tôi đã đặt lịch hẹn với bác sĩ thực hiện phẫu thuật phá bỏ thai, cô đi ngay bây giờ đi. Cái gì? Cô có mong muốn gì không? Nhưng đứa bé này dù sao cũng là con anh, mà thôi mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Nhưng sếp này, anh sẽ không đổi việc tôi chứ? Kẻ tấn công Giai Nguyệt ở hầm xe đã bị bắt giữ, và Uyển Như chính là người đứng sau. Cô ta sợ hãi nói rằng vì mình lo lắng Giai Nguyệt sẽ dùng đứa bé để uy hiếp, tống tiền anh. Anh nói cô không cần phải bận tâm đến chuyện này bởi vì anh đã bắt Giai Nguyệt phá thai. Và lại anh ta cũng không muốn có con với bất cứ ai. Trước khi thực hiện phẫu thuật, anh muốn xem hình ảnh siêu âm lần cuối. Đó là song thai, khi tận mắt nhìn thấy hai đứa con mình khỏe mạnh, đáng yêu. Anh đã thay đổi ý định, anh đưa cho Giai Nguyệt một bản hợp đồng tiền hôn nhân. Nhưng cô nói rằng mình có thể sinh em bé ra, còn anh không cần phải kết hôn với mình. Anh cười khẩy, làm sao đứa bé mang họ Trương có thể là con hoang được. Ký đi cô sẽ có liền tay 100 củ, nhưng bản thân cô chưa muốn lấy chồng sớm. Anh cho rằng cô thấy như đó là quá ít. Cô nói rằng số tiền đó cho dù cô có chuyển sinh thì cũng không kiếm ra được. Thấy Giai Nguyệt còn chần chừ, anh đe dọa cô nếu như không chịu ký thì anh sẽ khiến cô sống không bằng chết ở cái đất Nam Thành này. Ngay lúc ấy, mẹ cô gọi điện, vừa khóc vừa nói rằng em trai đang trong tình trạng nguy kịch, cần 50 triệu để phẫu thuật, không còn cách nào khác. Cô đồng ý cưới chủ tịch và cô xin anh cho mình mượn 50 triệu trước khi cô về nhà. Khải Gia cấm Giai Nguyệt không được phép hé răng về chuyện này, nhưng nếu cái bụng to lên thì sao? Đừng lo, tôi có cách của tôi. Hôm ấy cô đem bản thiết kế mới lên cho sếp, anh ta chỉ lạnh lùng ừ một tiếng. Khi quay đi cô không cẩn thận bị trượt ngã, Khải Gia vì kéo tay cô lại đỡ cho cô, ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Cô có vấn đề về não không? Tôi là học sinh giỏi xuất sắc đó, vậy nên cô đang cố gắng quyến rũ tôi đúng không? Ảo tưởng hả? Tôi chỉ bất cẩn thôi, cho dù có 100 cái mạng tôi cũng không dám. Khải Gia xúc phạm cô và nói bản thân cô đừng mơ mà trèo cao. Dù tức giận nhưng cô vẫn bình tĩnh nói rằng mặc dù mình chỉ là một nhân viên quen, nhưng vẫn có lòng tự trọng. Nếu tôi là cái thùng chứa hàng thì chẳng phải những đứa trẻ này là hàng hóa à? Cô dám lừa cái thai ra đe dọa tôi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nên biết tôn trọng người khác. Tôi cảnh cáo cô nếu cô dám dùng cái thai này cho những ý đồ không tốt, thì ngày mai tôi sẽ cho cô không còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa. Cô nói rằng bản thân mình vẫn sẽ sinh em bé ra, và quan trọng là cô đã có người trong bụng rồi, nên anh ta không cần phải lo lắng rằng mình sẽ quyến rũ anh. Cô đóng cửa thật mạnh để dằn mặt thằng sếp, nhìn thấy Giai Nguyệt vẫn còn ốm nghén. Không phải là cô đã phá thai rồi sao? Giai Nguyệt nhanh trí trả lời đó là do tác dụng phụ của thuốc phá thai, khiến dạ dày khó chịu nên mới buồn nôn. Nói xong cô kiếm cớ xin phép đi làm việc. Uyển Như bốc máy gọi cho một người tên là Kelly. Một lúc sau ả quản lý đi vào có ý muốn đuổi cô, lấy lý do rằng cô tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường, căn bản là không có cửa vào công ty này làm. Giai Nguyệt không hề nhún nhường trước hạng người này. Cô đứng thẳng dậy, xem ra là cô đang coi thường tôi. Vậy tôi có nên lấy lại bản thiết kế của mình không nhỉ? Và cũng đừng quên cô đã hứa gì với tôi trước đó. Lúc này ả mới nói đây là ý của Uyển Như. Ả cũng chỉ là một đạo diễn hình ảnh nhỏ bé,
không dám cãi lời. Nói xong à rời đi với thái độ trịch thượng, cô cầm bản thiết kế của mình lên chất vấn sếp tại sao lại đánh rớt. Anh chỉ nói lý do là cô quá khác biệt, thấy cô hơi thái độ. Đây là cách mà cô cầu xin à? Anh muốn tôi nhận lỗi với anh chuyện hôm trước chứ gì, đúng không? Cho nên anh mới cố tình không duyệt bản thiết kế của tôi, nhỏ này khùng ghê, anh này không có rảnh. Cô mắc với anh những lời đó là do à Kelly đã nói, anh bảo cô xuống rồi anh sẽ giải tỏa sự ấm ức cho cô. Cô tưởng là xuống lầu nhưng sếp đã kéo cô lại và nhấn đầu cô xuống dưới bàn. Gọi Kelly lên đây, ở dưới gầm bàn nhưng không yên. Cô định bò ra thì bị đôi chân dài cản lại khiến cô đập đầu vào bàn. Giai Nguyệt cũng chẳng vừa, thò tay lên bóc bụng sếp trả đũa. À Kel nghe sếp hỏi chưa gì đã mặt mày tái xanh, liền khai là do Uyển Nhi sai khiến. Não cô bị ống à, tôi là chủ của các người hay cô ấy là chủ? Kể cả lão đại và lão tử đến đây cũng phải nể mặt tôi. Chuyện của Giai Nguyệt, xem xét lại đi, ra ngoài nhanh đi, chưa ra đây chưa? Xin lỗi sếp, em hiểu lầm anh, là do tôi quá nhạy cảm, em dập đầu xin lỗi sếp. Hải Gia nói cô đừng vì muốn gây sự chú ý mà dùng những thủ đoạn dơ bẩn này, anh ta thề sẽ không bao giờ đổ người phụ nữ nào như Giai Nguyệt. Hôm sau thấy cô đứng thẫn thờ, anh nắm áo cô kéo sát vào người. Lần sau đừng mặc mấy thứ đồ rẻ tiền này nữa, đồ này mà rẻ gì, không phải tôi đã nhắc cô rồi sao, tập trung vào công việc đi. Nè sếp, mỗi ngày tôi đều làm việc rất chăm chỉ, như vậy còn chưa vừa lòng anh sao? Uyển Như và ông Lưu nãy giờ đứng quan sát dáng vẻ nói chuyện thân mật của hai người thì lập tức bày một chút mưu kế. Ông Lưu giả say đến để trêu chọc Giai Nguyệt, cô nói mình bị dị ứng rượu nên rời đi. Hắn ta chạm vào eo của cô kéo cô lại, tôi khuyên ông nên biết chừng mực. Lưu manh, đây là nơi công cộng, nếu ông dám làm bậy tôi sẽ la lên đó. Cái lưỡi hư hỏng của cô em xem ra phải bị phạt rồi. Hắn còn chưa kịp nói hết câu Giai Nguyệt la làng lên, sợ đám đông kéo đến sẽ gặp rắc rối. Hắn hậm hực đi nhanh, còn Uyển Như đứng từ xa đã quay được những cảnh à cần quay. Đắc ý đi tìm Khải Gia, Khải Gia, cũng đã trễ rồi, anh đưa em về được không? Khải Gia quay lại mỉm cười, bước thẳng đến chỗ cô ấy, bảo trợ lý của tôi đưa cô về đi rồi đi thẳng đến bên Giai Nguyệt, để tôi đưa cô về, không cần đâu, tôi book xe rồi, trễ như thế này đi taxi nguy hiểm lắm. Có gì mà nguy hiểm chứ, tôi không phải vì cô, mà vì đứa con trong bụng cô. À Uyển Như đồng đành chạy đến trách Khải Gia tại sao còn giữ Giai Nguyệt ở lại công ty, anh không sợ cô ta sẽ nhiều chuyện, đi nói khắp công ty về chuyện đứa con sao? Không cần cô phải bận tâm, mà cô cũng nên thấy biết ơn vì tôi đã để yên cho cô về chuyện của Kelly đi. Anh đang bênh vực Giai Nguyệt đó à? Tôi chỉ muốn làm mọi chuyện trong công ty được sáng tỏ, nhưng nếu cô dám đụng vào Giai Nguyệt một lần nữa, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. À ta bị giáo huấn thì quê ơi là quê, biết Giai Nguyệt hôm nay tăng ca, à lập tức lên kế hoạch bắt cóc hãm hại cô ấy vào tối hôm đó. Sao trễ như vậy rồi cô còn chưa về? Tôi phải làm cho xong cái bản thiết kế này, cô đang mang thai con của tôi đó, đừng làm nữa, xuống dưới và đợi tôi sẽ đưa cô về. Đám giang hồ này đang đợi sẵn ở bên dưới, vừa nhìn hình của Giai Nguyệt vừa buông những lời đùa cợt vô cùng khiếm nhã. Một tên đã nhìn thấy Giai Nguyệt đang đi qua đi lại đợi Khải Gia, bọn chúng nhanh chóng kéo nhau tới. Chẳng phải anh ta nói sẽ đưa mình về sao? Sao lâu vậy? Biết thế bắt taxi về cho rồi. Bớt thình lình bị ba tên lưu manh vây quanh, Giai Nguyệt thân là con gái nên rất sợ hãi. Tên báo dí cô vào tường, hai tay hắn chống vào nền gạch để áp đảo cô. Có chuyện gì vậy ba đại ca? Bọn anh cô đơn quá. Nói rồi hắn đưa ảnh cô lên so sánh. Mấy người là ai? Bọn anh là ai có còn quan trọng không? Cái quan trọng là cô em không được xúc phạm tụi anh. Tôi không xúc phạm ai cả. Mấy người có nhầm không? Chưa kịp bỏ chạy cô đã bị bọn chúng bắt lại. Bọn chúng kéo cô đi. Vang vọng lại đó chỉ còn là những tiếng cười kinh tởm. Mở mắt ra, mới biết mình bị trói. Giai Nguyệt ngước lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Cô sợ hãi cầu xin cô ta. Phu nhân à, tôi không làm gì đắc tội với cô. Tại sao cô lại bắt tôi? Không làm gì có lỗi sao? Đứa con đáng lẽ ra là của tôi và Khải Gia bây giờ lại ở trong bụng của cô. Vậy mà cô lại nói giữa hai chúng ta không có tư thù gì hết sao? Tôi cũng chỉ là nạn nhân, câm miệng, cũng chỉ vì Kelly dạy dỗ cô không tốt. Vậy mà một người chưa bao giờ nóng tính với tôi là Khải Gia, hôm nay anh ấy đã hét vào mặt tôi vì một con chó như cô. Vừa nói cô ta vừa đai nghiến Giai Nguyệt. Giai Nguyệt chưa kịp nói hết câu đã bị ả ta tát vào mặt, chửi cô là đồ khốn. Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để lọt vào mắt xanh của Khải Gia hả? Cô cũng chỉ là một con bít rẻ tiền. Tôi cho cô một cơ hội để tự cuốn gói ra khỏi công ty, còn không thì đừng trách. Chắc cô hiểu lầm gì đó rồi. Tôi đến công ty chỉ chú tâm làm việc, tôi không dám có ý đồ gì khác với Trương tổng. Bốp, à ta giao Giai Nguyệt lại cho ba tên lưu manh. Giai Nguyệt sợ đến run rẩy khi thấy cả ba tên hôi hám ấy từ từ tiến đến mình bằng những ánh mắt và giọng điệu dâm tặc. Nữ nhân bất lực kêu cứu, bàn tay to béo của tên mập bóp vào cằm của Giai Nguyệt, ép đầu cô sát vào cái bụng phệ của hắn, nói những lời rất thối tai. Hai tên còn lại nghe thì cười khoái chí. Một tên lao như mũi tên đến túm lấy cổ váy cô, dí sát mặt hắn vào mặt cô, bị cô cắn đau điếng. Hắn nổi điên vung tay tát cô thật mạnh. Hắn giữ tóc Giai Nguyệt kêu gọi thằng còn lại tới.
Thằng béo ấy quỳ xuống định giở váy cô lên làm trò đồi bại thì bị cô đá thật mạnh vào chân. Một nữ nhân bụng mang dạ chửa lại còn bị chói đang cố gắng dãy giụa khỏi ba tên côn đồ, không cho bọn chúng làm nhục mình. Khải Gia khi biết được tin Giai Nguyệt bị một nhóm côn đồ bắt cóc thì vô cùng tức giận. Anh trách vệ sĩ làm việc không ra gì. Tiếng hét cầu cứu và tiếng cười khoái chí của lũ khốn nạn náo động cả căn nhà hoang. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một chiếc xe lớn hung hãn lao thẳng vào tung đổ mấy cái thùng đang xếp gọn. Giai Nguyệt mê man la hét trong bệnh viện. Khi tỉnh lại, cô sợ hãi ôm vào bụng hỏi con mình đâu. Khi biết hai đứa trẻ không sao, cô thở phào nhẹ nhõm. Chính là cô gần như đã gọi người bắt cóc tôi. Đừng lo, tôi sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu. Cũng bởi vì chuyện làm ăn của mấy người mà tôi đã bị sỉ nhục. Nếu như anh chịu nghe lời tôi tìm ra sự thật thì tôi sớm đã gọi cảnh sát rồi. Đừng báo cảnh sát. Tại sao tối qua anh không đến? Và tại sao Lâm Uyển như lại biết được tôi sẽ về trễ? Chắc chắn cô ta sẽ còn làm gì đó nữa. Cô đừng lo nữa. Đám mất dạy hôm qua tôi đã cho người xử lý rồi. Sẽ không còn ai làm hại cô được nữa. Trong thời gian này cứ yên tâm ở trong bệnh viện dưỡng thai. Tôi sẽ nhờ Chi Lan chăm sóc cho cô. Bà Vũ Chi Lan bước vào đem theo hộp xúc gà. Cô nói mình không đói. Bà nhẹ nhàng dặn dò cô phải thật thoải mái để tốt cho em bé. Có phải là Lâm Tổng và Trương Tổng rất yêu nhau không gì? Tại sao cô lại hỏi như vậy? Tôi chỉ sợ cô ấy lại làm hại đến con tôi lần nữa. Dì ấy nói rằng mình cũng chẳng ưa gì Ảo Huyền như kia, còn khen Giai Nguyệt có số hưởng, giờ đã một bước lên mây. Nhưng cô ấy khua tay từ chối lia lịa. Huyền như gọi cho tên côn đồ không được thì biết có chuyện không lành. Thấy Khải Gia về thì sợ như gặp ma. Sao mới giờ này anh đã về rồi? Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Không có. Sao anh lại hỏi em như vậy? Cô đã cho côn đồ bắt cóc Giai Nguyệt vào tối qua. Lũ khốn đó đã thú nhận hết với tôi rồi. Anh nghe em giải thích. Sao em có thể làm ra chuyện độc ác như vậy được? Anh thư ký Châu cho ả thấy đoạn clip bọn chúng khai tội. Bọn chúng đang vu khống cho em. Vậy sao? Thế thì chỉ còn một cách là gọi cảnh sát thôi. Ả nghe đến cảnh sát thì sợ tím mặt. Em chỉ vì quá yêu anh. Em không muốn anh bị lừa dối bởi người phụ nữ xấu xa đó. Em chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi. Em không nghĩ là bọn chúng dám làm những chuyện như vậy với cô ta. Chuyện như vậy là chuyện gì? Bọn chúng vẫn chưa hề hấp diêm Giai Nguyệt. Biết mình bị hớ, cô ả lập tức ngậm miệng lại. Lâm Uyển Như, tôi không ngờ cô là loại người kinh khủng như vậy. Nếu cô dám giở trò sau lưng tôi thêm lần nữa thì đích thân tôi sẽ xử lý cô. Tại sao anh lại bảo vệ cho Giai Nguyệt như vậy? Có phải là bởi vì cái thai đó vẫn còn? Em biết rồi, mục đích của cô ta chính là muốn chia rẽ hai chúng ta. Đủ rồi Lâm Uyển Như, chính tôi đưa Giai Nguyệt đi thực hiện phẫu thuật, lẽ nào cô dám nghi ngờ sao? Một ả đàn bà ngu dốt như cô không xứng bước chân vào nhà họ Trương. Tôi thấy hôn sự giữa chúng ta không cần phải thực hiện nữa. Đừng nói như vậy mà Khải Gia, vì chúng ta là thanh mai trúc mã. Vì mẹ em đã chăm sóc anh từ nhỏ, em xin anh hãy tha thứ cho em lần này. Từ nay về sau em sẽ cẩn trọng lời nói của mình. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ thông báo chuyện hủy hôn ước của chúng ta. Uyển Như lụy quá hóa điên, cô cho rằng tất cả mọi tội lỗi đều là do Giai Nguyệt. À, tiếp tục bày trò khác. Cô gọi điện cho vợ của ông Lưu để cho bà ta xem video mà cô đã sắp xếp từ trước. Giai Nguyệt gặp lại một người bạn cũ của mình trước ngân hàng là Trương Hạo Chân. Hai người cùng nhau ra cà phê cùng trò chuyện. Cuộc gặp gỡ này tình cờ bị Uyển Như trông thấy. 3 năm trước anh nghe đồn rằng em có thích anh, nào ngờ sau đó em chẳng bao giờ gọi cho anh nữa. Anh chỉ tò mò rằng tại sao một cô gái xinh đẹp và cá tính như em lại có tình cảm với anh. Anh đừng trêu chọc em nữa. Một người tốt như anh, người thích anh xếp hàng 3 vòng quanh Nam Thành này còn chưa hết. Họ add WeChat nhau để tiện liên lạc về sau. Uyển Như núp lùm chụp lại hình ảnh của hai người họ. Thư ký báo cáo rằng hôm nay Giai Nguyệt đã rút 100.000. Anh ta nói rằng cứ để cho cô ta tham lam nốt đi. Một lúc sau, Uyển Như đã chạy vào show Khải Gia tấm ảnh mà cô ta vừa chụp lén. Biết mối quan hệ giữa Khải Gia và Hạo Chân không tốt, ả tranh thủ bơm đều thêm vài lời. Hai người bọn họ rất thân mật với nhau, còn nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Em nghĩ rằng Trương Hạo Chân đã nhúng tay vào chuyện phá thai, để cho mọi người nghĩ rằng anh ta đang rất rộng lượng cứu mạng con của anh. Bằng cách này, hai người bọn họ có thể qua lại mà không bị ai để ý. Và cuối cùng là chiếm luôn cả tinh hoa này. Khải Gia mặc dù khá để tâm đến chuyện này nhưng trước mặt Uyển Như anh ta không để lộ ra, tỏ ra mình không quan tâm đến đời tư của Giai Nguyệt và đuổi Uyển Như ra ngoài. Cô ta thấy mình bị đuổi thì mắc cỡ, hậm hực bỏ đi. Khi vừa tan làm, đứng lại, có chuyện gì vậy Trương Tổng? Cô không có gì để giải thích với tôi à? Anh Lưu đã nói với anh chuyện tôi rút 100.000 chiều nay rồi à? Tôi mượn để dưỡng thai, cô tốt nhất là nên câm miệng lại, đừng có đi ăn nói lung tung. Nói rồi anh ta bỏ đi. Giai Nguyệt thấy người đàn ông này vô cùng khó hiểu. Bản thiết kế gần đây của công ty đã bị trộm mất. Anh ta nhìn thấy một bản nháp của Giai Nguyệt rơi ra. Anh ta cho rằng cô là kẻ ăn cắp và nói cô chỉ nên dùng não để làm việc, đừng có giở trò. Cô nghe thấy thế cảm thấy vô cùng oan ức. Cô nói rằng mình làm việc như trâu như chó. Anh ta nói như vậy làm cô bị tổn thương. Giai Nguyệt đang làm việc thì người phụ nữ đỏ chết này đi đến. Bà ta là Lưu phu nhân, bà ta đến đánh ghen. Khi Giai Nguyệt giải thích toàn bộ sự thật nhưng bà ta đã ném ra cho cô một đống ảnh nhạy cảm. Những tấm hình đó là Uyển Như photoshop để hãm hại Giai Nguyệt.
và họ còn nghi ngờ rằng cô đã mang thai. Kelly nói rằng nếu cô không mang thai thì chứng minh đi. Giai Nguyệt không muốn mọi chuyện bị bại lộ, cô nói rằng đó là do cô bị đau dạ dày. Bà ta định đánh cô thì cô lập tức chụp tay bà ta lại. Lưu phu nhân, ở đây là công ty, Tinh Hoa thì có sao? Tôi nói cho cô biết là tôi sẽ đánh cô. Giai Nguyệt cố giữ hai tay bà ta lại, nhưng cô không chống chọi lại được hai tên vệ sĩ khỏe mạnh kia. Bọn chúng nhẫn tâm đẩy mạnh cô xuống sàn. Giai Nguyệt đau đớn nằm ở một góc trên vũng máu. Khải Gia nhìn thấy vô cùng hoảng hốt, anh lập tức đưa cô vào bệnh viện. Khải Gia còn vô cùng tức giận, yêu cầu trong vòng 3 ngày sẽ khiến cho tập đoàn của ông Lưu biến mất khỏi đất Nam Thành. Giai Nguyệt nằm trong bệnh viện cả tuần trời nên thấy vô cùng chán nản. Hạ Trần bước vào cùng bó hoa khiến cô rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Anh biết cô nằm viện vì thấy cô up story. Anh nhẹ hỏi cô có ổn không? Cô nói dối rằng mình bị bong gân vì xui xẻo gặp tai nạn ở công ty. Khải Gia lúc này định vào với Giai Nguyệt nhưng thấy anh họ mình trong đó, anh bực bội bỏ đi. Khải Gia cho rằng hai người họ âm mưu với nhau như lời uyển như nên chưa gì đã thái độ với cô. Nhưng cô lại tưởng anh vì chuyện đánh ghen mà nổi giận. Cô giải thích đó chỉ là Photoshop và chắc chắn đã có người đứng sau. Không phải là cô thân thiết với ông ta chứ? Không phải. Lúc ở bữa tiệc, ông ta chủ động đến tiếp cận tôi nhưng tôi đã đuổi ông ta đi chỗ khác. Tôi không biết kẻ nào đã làm ra chuyện này. Tôi cũng là một người có tự trọng. Thứ nhất, tôi không bao giờ qua lại với những người đàn ông đã có gia đình. Thứ hai là gu của tôi rất cao. Tôi dù sao cũng là một designer nên rất yêu cái đẹp. Với con người cũng vậy. Thế cô đã gặp đúng người đó chưa? Tôi trước giờ là một nữ nhân độc thân, bây giờ bất tình lình làm mẹ, còn có ai bất hạnh hơn tôi chứ? Không phải cô nói rằng trước kia cô đã từng crush một người sao? Anh ấy không thích tôi, lại còn là một người có địa vị, tôi làm sao với tới? Vậy tôi có đáp ứng được tiêu chuẩn của cô không? Cô ngại ngùng nói rằng anh thì quá cao rồi, mình không đủ tự tin để chạm tới. Khải Gia tò mò về người anh họ của mình, liệu có phải là người trong mộng của Giai Nguyệt không? Cô nhẹ nhàng thừa nhận, không phải là tôi đã cảnh cáo cô tránh xa người nhà họ Trương gia rồi sao? Ý anh là Trương Hạo Trân chính là người nhà của anh. Anh ấy là anh ba của tôi. Cô đúng là trơ trẽn. Tôi gặp anh ấy vào 3 năm trước nhưng sau đó chúng tôi mất liên lạc đến tận bây giờ. Tôi không hề biết anh ấy là người nhà anh. Tôi cảnh báo cô nên tránh xa Trương Hạo Trân. Anh ấy không hề thích tôi. Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè và hơn nữa tôi là một người hướng nội, không dám nói chuyện với người lạ. Đó là bởi vì cô chưa từ bỏ anh ta. Đừng lo lắng, một tổng tài như anh tôi sẽ không bao giờ cho phép mình mộng tưởng đến. Tôi sẽ tìm một người cùng tần số với mình để kết hôn. Không quan trọng cô nghĩ gì, chỉ cần cô tránh xa người nhà họ Trương thôi. Tôi hiểu chuyện hôn sự của chúng ta là vì cái gì. Tôi sẽ quản thật tốt cái miệng của mình, không hé nửa lời với bất kỳ ai. Nếu cái bụng càng ngày càng lớn đến mức không thể giấu được, tôi sẽ về mở một cửa hàng nhỏ, cùng sống với hai đứa trẻ. Sẽ không ai biết chúng là con của anh. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ sau, đừng cố tỏ ra thông minh. Anh nên quan tâm đến công việc của anh nhiều hơn. Silan sẽ chăm sóc cho cô. Tất cả những gì cô cần làm lúc này đó là nhớ kỹ lời tôi dặn. Vài hôm sau, mẹ cô lại gọi điện đến, với giọng cầu khẩn báo rằng em trai cô phải đổi thuốc và cần phải chi trả thêm 100.000. Đồng nghiệp kể với cô rằng Kelly đã bị giáng chức và với năng lực của cô có thể trở thành một giám đốc thiết kế mới. Giai Nguyệt à, hôm đó cô chảy khá nhiều máu. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cô đã bị sảy thai. Không phải cô sẽ làm gì ảnh hưởng đến ông Lưu chứ? Đúng vậy, Lưu phu nhân hôm đó đã làm ầm lên ở công ty. Tôi chỉ là một cô gái độc thân. Ông ta đã xúc phạm tôi ở bữa tiệc lần trước. Tất cả các đồng nghiệp khác đều nhìn thấy. Cô cứ ăn nói lung tung coi chừng bị quả báo đó. Giai Nguyệt à, tôi chỉ đùa thôi à? Sao cô căng thế? À, tôi cũng chúc mừng cô đã được thăng chức. Tôi không nghĩ là cô lại có mối quan hệ tốt với Trương Tổng đến vậy. Chúng tôi cứ nghĩ rằng cô là người tình bí mật của anh ấy. Tôi chỉ nhập viện có vài hôm để dưỡng thương. Sao qua cái miệng cô lại thối không ngửi được vậy? Trương Tổng quan tâm đến cấp dưới của mình là chuyện bình thường. Nếu như chuyện nhân viên gặp tai nạn ở nơi làm việc bị chuyển ra ngoài, không phải là tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng hay sao? Trương Tổng có lòng như vậy, chúng ta không cảm thấy biết ơn thì làm sao có thể gặp được một người sếp tốt như anh ấy. Những đồng nghiệp khác đều đồng tình với cô, lại còn khen rằng anh ấy rất đẹp trai. Tôi chưa từng gặp người sếp nào lại bảo vệ nhân viên của mình như anh ấy. Có một số người trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ bậy bạ, đi buôn dưa lê bán dưa chuột rồi tung tin đồn hư cấu, chẳng biết là có lương tâm có đang bị thối rữa không nữa. Nếu như những chuyện này lọt đến tai Trương Tổng, tôi chắc chắn rằng kẻ đó sẽ không còn cái miệng mà đi nói lung tung nữa đâu. Mấy đứa sân di nhiều chuyện phải ăn chửi cỡ này mới vừa. Trương Tổng, scandal giữa anh và Giai Nguyệt đã được kiểm soát rất tốt. Giai Nguyệt rất giỏi bày trò. Còn một điều nữa, sáng nay cô Nguyệt lại rút thêm 100 triệu ạ. Có phải là cô ấy đang cố bòn rút đài không? Không vấn đề gì đâu, dù sao số tiền đó cũng cho cô ấy. Cô ấy thích dùng như nào cũng được. Bên này tại công ty, cô tốt hơn hết là nên biết thân biết phận. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô Như, thiên nga là một loài chim đang thuộc hội bảo vệ động vật, không thể ăn. Con nhỏ này, lần trước tôi đã dạy cho cô một bài học vẫn chưa đủ à? Lâm Uyển Như, kể từ lúc cô cho người bắt cóc tôi có thể kiện cô nếu cô còn dám làm gì nữa. Con nhỏ này, tôi không cùng tầng lớp với cô.
cô là một tiểu thư giàu có. Tôi không đùa với cô, tôi đến để nói với cô rằng thật may mắn vì cô đã bị sảy thai và cô sẽ bị đuổi việc đến một đất nước khác. Ý cô là gì? Khi cô đẻ đứa bé ra thì cô sẽ phải về nhà mẹ đẻ ở hoặc là đi nước ngoài. Gia đình họ Trương sẽ đem đứa bé đi và cô sẽ phải sống trong cô độc đến chết. Đứa trẻ đã không còn từ rất lâu rồi. Nếu cô dám nói láo tôi, âm thầm sinh đứa trẻ này ra thì tôi sẽ lập tức tống cổ cô khỏi Trung Quốc này. Đúng là giới tài phiệt toàn bọn khốn. Cô đang lẩm bẩm cái gì trong miệng đó? Gia Anh Nguyệt đứng lên mạnh quá đẩy bàn đụng thẳng vào chỗ hiểm của sếp. Em xin lỗi sếp, đà tạ sếp đã giúp em mấy ngày vừa rồi. Em sẽ không bao giờ quên ơn đức này của sếp. Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn, dốc toàn sức lực cống hiến cho công ty. Mồm miệng cũng được lắm. Cảm ơn Trương Tổng đã quá khen. Ngồi xuống đi má. Khi anh hỏi về số tiền cô đã rút thì cô chỉ nói là mình mượn và sẽ trả lại sau. Những gì tôi đã cho cô thì là của cô. Cô nhớ rằng cô không hề cô đơn. Hơn nữa cô cũng cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn. Dì Lan luôn bồi bổ cho tôi mỗi ngày. Tôi ăn nhiều đến mức mình đã mập lên rồi đây này. Cô có hộ chiếu chưa? Tôi không có. Sắp tới ở Paris có một hội chợ trang sức. Cô không đi đúng không? Gia Nguyệt nghe thấy trang sức thì mắt sáng rực lên, kích động đứng lên và cái bàn một lần nữa đã tấn vào bụng của anh ta. Tôi đi. Đà tạ Trương Tổng, tôi xin phép quay lại làm việc đây. Ngày mai tôi sẽ đi làm hộ chiếu. Khi Gia Nguyệt rời đi, anh căn dặn thư ký phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Nhân viên nói rằng ở trên lầu đang có một vị khách VIP đang đợi cô. Anh ta cần một mẫu thiết kế trang sức đặc biệt. Khi cô lên hóa ra đó là Hạo Chân. Anh tặng cho bạn gái sao? Tôi không có bạn gái. Tôi chuẩn bị quà sinh nhật cho dì. Tháng tới là sinh nhật dì tôi. Dì ấy là mẹ của cô Lâm. Từ lúc bố tôi mất, dì ấy là người đã chăm sóc, nuôi nấng tôi. Tôi thật lấy làm tiếc cho câu chuyện của anh. Anh đừng buồn. Anh rồi cũng sẽ lấy vợ sinh con. Cũng không dễ dàng để cưới được người mà mình yêu. Mà cô đã thích ai chưa? Anh nói cho tôi ý tưởng của mình đi. Chúng ta sẽ cùng nhau phác họa nó trước. Tôi muốn làm một cái vòng cổ. Nhìn nó giống như là... Anh chợt nhìn thấy có con dì đậu trên tóc của cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên bắt lấy nó. Cử chỉ của anh khiến Giai Nguyệt có một chút e thẹn. Cảm ơn anh. Vừa lúc ấy cửa thang máy mở ra, Khải Gia thắc mắc tại sao Hạo Chân lại gặp Giai Nguyệt để bàn về chiếc vòng cổ. Anh kéo Giai Nguyệt về phía mình, lạnh lùng hất vào vai Hạo Chân. Bỏ đi. Sao cô lì vậy? Lỗ tai cây hả? Trương Tổng, tôi chỉ đang làm việc của mình. Không phải anh luôn rạch ròi trong công việc sao? Đừng có rộn lào với tôi. Sao tôi dám chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Tôi cho cô biết là cô sẽ không lường trước được chuyện gì đang sắp xảy ra đâu. Trương Hạo Chân giúp cô không thích anh ấy vậy cô đang có âm mưu gì đúng không? Trương Tổng, anh ấy chỉ là một khách hàng bình thường của tôi không quan tâm giữa hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn gì. Anh đừng có làm trái với hợp đồng của chúng ta, không được xen vào chuyện đời tư của tôi. Cô đang thách thức tôi sao? Tôi chỉ làm đúng theo những gì chúng ta đã giao kèo. Hơn nữa không phải chuyện gì anh cũng tự ý quyết được. Điều thứ 5 trong hợp đồng, cô không được phép làm gì tổn hại đến đứa bé. Cô kết giao với Trương Hạo Chân đã là đặt đứa bé vào tình thế nguy hiểm rồi. Tôi không có nói cho anh ấy biết chuyện tôi đã mang thai. Thứ nguy hiểm nhất với tôi lúc này chính là Lâm Uyển Như. Cô ta hãm hại tôi không chỉ một hai lần. Anh có nghĩ loại người như cô ta sẽ đối xử tốt với hai đứa bé này hay không? Cái con nhỏ này, thật là tức chết mà. Hạo Chân nhắn tin muốn mời cô đi ăn. Thật tình cờ, mẹ con Uyển Như và Khải Gia cũng đến cùng nhà hàng đó ăn. À, Uyển Như này lại bắt đầu giở giọng cà khịa. Em cứ tưởng Giai Nguyệt là bạn gái của anh ấy đấy. Cô đừng hiểu lầm. Tôi và anh ấy chỉ đang bàn chuyện công việc, dù là công việc gì cô cũng đừng làm phiền đến anh họ của tôi. Trương Tổng là ân nhân cứu mạng của em. Ồ, anh hiểu rồi, ăn thôi. Bà cô này muốn nhân dịp sinh nhật mình có thể tìm một người nào đó để hẹn hò. Nhưng quy tắc của gia đình họ Trương đó là phải để tăng đủ 3 năm mới có thể tìm người mới. Khải Gia, anh bây giờ đã đứng đầu Trương Giang rồi. Anh thay đổi quy tắc ấy đi. Quy tắc là quy tắc, sao có thể thay đổi. Tôi không thể làm điều có lỗi với bố mẹ tôi. Con đừng bận tâm làm gì. Hai đứa mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng dù sao cũng đã đính hôn, cũng coi là vợ chồng. Con cứ thử để chú Trang đến sống thử đi. Dì, à dì đừng quên, trước khi cơ thể con bình phục, con không thể đụng vào bất kỳ cô gái nào. Nhưng dì yên tâm, vợ chưa cưới của con chỉ có mỗi Lâm Uyển Như. Hai mẹ con nhà này nghe được câu đó thì mừng như mở cờ trong bụng. Giai Nguyệt à, anh thật là vui vì cuối cùng cũng liên lạc được với em. Thật ra, anh đã cố gắng tìm em khi anh trở về. 3 năm trước bố anh bị ốm rất nặng, anh phải đi sang nước ngoài cùng ông ấy. Sau khi trở về, anh đã cố gọi cho em nhưng lại không gọi được. Em đã thay số điện thoại từ sau khi tốt nghiệp rồi. Ra là vậy, cứ như là ông trời đang cố tình trêu đùa chúng ta vậy. Nhưng thật may mắn vì chúng ta đã gặp lại nhau. À mà em có biết hội nàng thơ trong tổ thiết kế không? Ngày mai họ tổ chức một event, anh cũng có tham dự và anh sẽ đưa em đi cùng. Cũng là một cơ hội để em mở mang tầm mắt. Nó sẽ giúp ích cho em khá nhiều. Khải Gia ngồi bàn bên này nhưng tâm trí lại để bên kia. Bầu không khí thân mật của hai người bọn họ khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Uyển Như thấy vậy lập tức rót vào tai Khải Gia những lời không tốt. Khải Gia vừa không quan tâm đến những lời ả nói lại còn cảnh cáo ả nên biết giữ mồm miệng khiến ả vô cùng bực tức. Mắc cỡ quá hai ơi. Giai Nguyệt vừa tắm xong, mặc trên mình bộ đồ ngủ khá sexy,
Vừa xuống lầu thì giật mình vì Khải Gia đã đứng chỉnh hình ở ngoài cửa như một con ma. Tự nhiên thấy cô ta cũng ngon, có phải cô biết tôi đến nên cố tình ăn mặc như vậy không? Cô giỏi đấy, tôi thật sự không cố ý làm gì cả. Anh ta từ từ tiến đến, vẫn khuôn mặt khó chịu đó, ôm lấy cô, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và thầm nói, không phải đây là những gì cô muốn sao? Giai Nguyệt chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh ta, ngượng ngùng nói rằng mình chỉ muốn đi ngủ. Anh mỗi lúc càng thu hẹp khoảng cách hơn, mũi hai người đã chạm nhau, anh nhìn sâu vào khuôn mặt đang ửng đỏ đó, tôi chỉ muốn ngủ một mình, tôi đang có thai, giai đoạn tam cá nguyệt thứ nhất vẫn chưa qua. Cô có biết thông minh nhưng mắc lỗi thông minh có nghĩa là gì không? Tôi không thông minh, tôi đần lắm. Tốt, ba cái trò lừa phỉnh của cô đã bị tôi nắm được rồi, đừng tốn công vô ích nữa, tôi có làm gì đâu chứ, rõ ràng là anh ghét tôi cũng là nạn nhân mà. Khải Gia đang lo lắng cho Giai Nguyệt, vì anh biết Trương Hạo Chân là một người không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, chưa có một người phụ nữ nào thoát khỏi tay anh ta, còn cô ấy là một con gà mờ, không có kinh nghiệm tình trường. Hôm sau Khải Gia đến nhà bắt Giai Nguyệt phải ở nhà, nói cô ấy phải hủy hẹn với Hạo Chân. Mặc dù cô ấy rất muốn đi vì ở đó toàn là những nhân vật nổi tiếng trong giới thiết kế, đây là chuyện riêng của tôi, anh đừng xen vào cuộc đời tôi nữa được không? Sự tự do của cô nằm trong phạm vi cho phép của tôi, mặc dù anh là sếp của tôi nhưng anh chỉ có quyền ở công ty, còn ở bên ngoài anh nín dùm, tôi không chỉ là sếp mà còn là chồng của em, tôi cấm em không được giao du với bất cứ người đàn ông nào, chúng ta chỉ là giả kết hôn thôi, kết hôn là giả, nhưng tình cảm của tôi là thật, nếu như không phải vì tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho em trai, tôi không thể thực sự cưới anh được. Tôi không phải vợ anh, về mặt cá nhân thì đúng là như vậy, nhưng về mặt pháp lý thì cô là vợ của tôi, thế thì nam nữ bình đẳng, anh cũng không được phép có người phụ nữ nào khác, chẳng phải là anh nên hủy hôn với vị hôn thê của anh sao, giữa tôi và cô không có chuyện công bằng, cũng phải, anh là sếp, còn tôi là nhân viên, thân cô thế cô, không có một chống lưng, mọi thứ đều dựa vào mọi nỗ lực của tôi, vậy nên tôi muốn đến bữa tiệc tối nay không những được học hỏi mà còn được gặp rất nhiều người giỏi. Trương Tổng, anh đừng chặn đường lui của tôi, ngăn không cho tôi phát triển, hừ. Cô đang vì nghiêm túc học hành hay là đi hẹn hò, đừng có nói mấy điều vô nghĩa với tôi, lập tức nhắn tin cho anh ta nói rằng cô không đi nữa, hoặc là tôi khóa thẻ của cô, vì em trai cô cần phải điều trị trong hơn nửa năm nữa nên cô buộc lòng phải làm theo lời anh ta, hôm nay em phải tăng ca, xin lỗi anh, em không đi được, thôi được không sao, nếu lần sau có dịp anh sẽ mời em đi, cô up một status than buồn, Hạo Chân comment an ủi, Khải Gia nhìn thấy thì ghen lập tức phi lên phòng kiếm chuyện với Giai Nguyệt, cô không nhịn được nói rõ sự ức chế của mình. Khải Gia cũng không nhịn lòng mình, lập tức trừng phạt cô bằng một nụ hôn. Phải rồi, anh ghét tôi như vậy sao còn hôn tôi? Cút ra ngoài đi, trước khi đứa bé thì sinh ra, cô phải nghe theo tôi, không được phép tùy ý làm theo ý mình. Bà giúp việc chuẩn bị một bữa ăn vô cùng thịnh soạn vì Khải Gia báo rằng anh sẽ về ăn tối. Cũng đã một tháng rồi hai người chưa chạm mặt nhau. Khải Gia, mừng anh trở về, cùng ăn tối thôi. Cô cần cô chào mừng tôi về nhà của tôi à? Thế thì đừng về cha nội. Anh có ý muốn rủ cô đi châu Âu chơi nhưng cô lại nghĩ rằng anh ta đem mình sang đó theo như những lời Uyển Như nói, sẽ chết dần chết mòn, con cái còn bị cướp mất, cô tìm cách từ chối. Trong đêm mưa gió sấm chớp đùng đùng, anh ta đã trở về, sao anh về sớm vậy, sao thế, cô nhớ tôi rồi à, anh nói cùng điên, tốt hơn hết là cô nên nói sự thật, tôi thề nếu tôi nói dối tôi sẽ bị thiên lôi gõ lủng cái thái dương, đùng đùng, nụ cười đắc ý hiện lên trên gương mặt của Khải Gia. Giai Nguyệt lúng túng giải thích anh ta cố gắng nhịn cười bảo cô ra ngoài. Sau khi siêu âm, Giai Nguyệt lo lắng rằng sau này hai đứa trẻ sẽ gặp phải một bà mẹ kế độc ác, và cô lo lắng về sự phát triển của con mình nếu thiếu đi sự dạy dỗ và bảo vệ của mẹ. Có phải là cô không muốn ly hôn, đúng không? Không phải, anh đừng hiểu lầm tôi vẫn sẽ ly hôn với anh. Sau khi cô sinh con, giữa chúng ta chẳng còn gì, tuyệt đối đừng nên có những ý nghĩ không nên nghĩ, nếu không ngay cả một các cô cũng đừng hòng có. Chỉ cần anh đối xử tốt với con là tôi yên tâm rồi. Còn về những tâm tư khác mà anh nói, tôi chỉ có công việc mà thôi, tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, sẽ không để anh phải bận tâm về bất cứ thứ gì về tôi. Tại sao còn có cô nữa, tôi đến gặp khách hàng, tôi không nghĩ tôi gặp hai người chỉ là sự ngẫu nhiên. Khách hàng, sớ, là anh họ của anh sao? Cô Lâm à, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm gì đó rồi, chúng tôi đơn giản chỉ là mối quan hệ làm ăn, tôi bận rồi tôi phải đi đây. Uyển Như óng ẹo với Khải Gia nói rằng mình rất nhớ anh, muốn được gặp anh tối nay, anh chỉ lạnh lùng nói quên đi rồi đi thẳng. Lòng ghen tức mỗi lúc càng lên cao, ta lại bàn mưu tính kế hãm hại Giai Nguyệt lần nữa. Trương Tổng, đây là bản thiết kế của tôi lúc ở hội chợ trang sức ở Paris, gớm ghiếc, anh còn chưa xem mà, không phải tôi đã nói cô rồi sao, đừng xinh dáng gì đến Trương Hạo Chân nữa, đây đều là những bản thiết kế vĩ đại của tôi, Kelly ăn cắp chúng, mặc dù đã bị giáng chức nhưng vẫn là leader của tổ thiết kế, là bởi vì cô ấy có tên tuổi hơn tôi sao, bây giờ cô ta còn có ý định mon men quay lại vị trí giám đốc, tôi cũng muốn. Thì ra cô đã sớm có tính toán từ trước, tham vọng của cô chỉ đơn thuần là trở thành giám đốc thôi sao, tôi thấy mình không điểm nào chê. Thế cô chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành vợ của chủ tịch sao? Rồi anh bất ngờ hôn lên môi cô ấy,
Giai Nguyệt giật mình lùi lại. Vì sao con khóc? Vì Bụt hôn con mạnh vãi trường. Anh liên tục chỉ trích tôi, hạ nhục tôi. Vậy mà bây giờ anh lại làm thế. Khải Gia hạ giọng, ôm lấy má cô vỗ về. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói thế nữa. Được chưa nào? Trương Tổng, có phải anh quên gì không? Chẳng phải anh nói sẽ không thèm hôn tôi nữa sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, sẽ không tốt nếu như chúng ta cứ thân mật như vậy. Khải Gia định nói gì đó nhưng cô không muốn nghe, vội vàng đi ra ngoài. Một bó hoa hồng bí mật được gửi đến cho cô thu hút được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Khi đọc các thì cô biết đó hoa đó là từ Hạo Chân, không thể để cho Khải Gia biết được. Khải Gia, à, đêm nay em có thể ngủ cùng anh không? Đừng ồn ào nữa, em là vợ chưa cưới của anh. Chúng ta ngủ cùng nhau thì có làm sao chứ? Quẹ quẹ, cô có ý gì? Chỉ là quả chuối này làm tôi mắc nghẹn, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Hai người tiếp tục đi. Trong lúc Uyển Như cứ cố tình huênh hoang để cho Giai Nguyệt phải ghen tị thì cô và Khải Gia đang nhắn tin quan tâm nhau. Cô cũng không ngại đáp trả lại những lời lẽ châm chọc của Uyển Như. Tôi vẫn còn trẻ, tôi cũng không nghĩ đến chuyện gả cho đại gia nào cả. Tôi cứ sống như vậy và trở thành đại gia của chính mình. Tôi hy vọng hai người sẽ sớm kết hôn. Hoan hô, chúng tôi sẽ đám cưới sớm thôi. Nhưng tôi nói cho cô biết là tôi sẽ không mời cô không xứng, tôi cũng chẳng thèm đến dự đám cưới chồng của mình đâu. Cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và thư ký rằng sẽ đưa mình đến Thụy Sĩ và đứa bé sẽ được sinh ra ở đó. Cô kinh sợ lui lại, Khải Gia đã nhận ra lập tức chạy vào phòng. Cô mạnh mẽ nói mình không đi, họ chỉ là hợp đồng yêu đương và anh không có quyền định đoạt cuộc sống của cô. Tôi không cần tiền của anh, dù là một xu tôi cũng không cần, tôi chỉ muốn được tự do, tôi muốn ly hôn. Cô không có quyền lựa chọn trước khi sinh hai đứa nhỏ ra. Một là cô đi, hai là tôi ép cô đi, khốn nạn. Cô nghĩ là sau khi rời khỏi tôi cô sẽ sống hạnh phúc với Trương Hạo Chân sao? Đừng có mơ, anh ta chỉ đang chơi đùa với cô thôi, anh ta không hề trân trọng cô. Anh đừng quên là hai chúng tôi đã gặp nhau 3 năm trước, tôi hiểu anh ấy là người như thế nào. Anh ấy so với anh còn tốt gấp 10 lần. Khải Gia vô cùng tức giận nói mình đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ. Bây giờ có nói gì cũng không quan trọng nữa. Khi đã bình tĩnh, anh nói rằng đưa cô đến Thụy Sĩ chỉ là muốn cho cô được an toàn. Cô đồng ý với anh mình sẽ đi xa nước ngoài. Lừa được anh ra ngoài, cô buộc ga giường nối thành dây dài trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ. Bằng giọng nói run rẩy, cô gọi điện cho Hạo Chân nói anh ấy đến đón mình. Lúc ngồi chờ Hạo Chân, cô đã gặp phải một tên say rượu. Thấy mỹ nữ xinh đẹp lại ngồi một mình, hắn định giở trò đổi bại. Giai Nguyệt mặc dù rất hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh cầm chai rượu đập vào đầu hắn, sau đó bỏ chạy thật nhanh. Cô đụng trúng Hạo Chân, anh ta ôm chầm lấy và vỗ về cô để cô không sợ nữa. Khải Gia vô cùng lo lắng, anh ấy gọi điện và nhắn tin liên tục nhưng không thấy cô hồi âm. Và sau đó anh nhận được thông báo rằng cô đã được Hạo Chân đưa đến đồn cảnh sát và sau đó cùng nhau đi về. Sau bao ngày vất vả tìm kiếm, anh tìm được cô đang ngồi vẽ ở một bãi cỏ. Nhìn thấy anh, cô hoảng hốt, kề con dao sát cổ và nói nếu anh tiến lại gần cô sẽ tự tử. Cô muốn được về nhà, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nên muốn dù trở lại Trung Quốc có không an toàn thì cô vẫn còn được gia đình bảo vệ. Anh bất lực nghe theo cô, anh nói cô hãy bỏ dao xuống rồi anh sẽ đưa cô trở về, và anh đồng ý với cô tất cả mọi chuyện. Cô tạm biệt và nói lời cảm ơn đến Hạo Chân. Hạo Chân nhận ra rằng có vẻ như Giai Nguyệt rất quan trọng với Khải Gia, điều đó khiến anh cảm thấy khó hiểu. Khải Gia chỉ giải thích rằng cô ấy là một nhân viên rất có năng lực, công ty đặc biệt đào tạo riêng cho cô ấy. Cảm ơn anh, nếu như không có anh em đã ngủ ngoài đường rồi. Chúng ta là bạn bè đến khách sáo, nếu sau này có gặp vấn đề gì cứ gọi cho anh, lần sau em sẽ mời anh một bữa. Cô không nói gì với anh ta chứ? Tôi là một người rất kín miệng, tôi không nói gì cả. Cô tin anh ta nhiều như vậy, có ngày anh ta sẽ phản bội lòng tin của cô cho xem. Anh ấy là một người tốt. Nhà đầu ngốc này thật sự có mắt như mù. Anh đừng có suốt ngày lèm bèm nữa được không? Tôi grab anh ấy nhưng anh ấy không nhận tình cảm của tôi. Nếu thật sự tôi có cơ hội với anh ấy thì tôi chẳng thèm vướng vào anh rồi. Trương Tổng rất lo lắng cho cô, thậm chí đêm qua cũng không chợp mắt, cũng chẳng ăn uống gì. Thôi đừng nói nữa ní. Nhìn cái gì? Tôi vì lo lắng cho con tôi không phải lo cho cô. Vậy sao? Nhà đầu này đừng có nhạy cảm như vậy. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng cô đã hiểu lòng của vị tổng tài ngang ngược này. Giai Nguyệt khoác lên mình chiếc đầm sang trọng mà Khải Gia đã chuẩn bị cho mình. Nhìn cô thật xinh đẹp và lộng lẫy khiến cho anh ấy ngây người đến dự lễ trao giải. Và cuối cùng thiết kế của cô đã được chọn. Cô đường đường chính chính ngồi lên vị trí giám đốc. Cô vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên làm anh lo cho hai bé nhỏ trong bụng. Uyển Như càng lúc càng ghen tức khi nhìn thấy Khải Gia ngày càng đối xử tốt với Giai Nguyệt. Đứng trước những lời phỉ báng của Uyển Như, Giai Nguyệt chẳng hề kích động, còn trực tiếp dạy dỗ cô ta. Mỗi lần gặp Giai Nguyệt, à ta chưa bao giờ combat combat thắng được. Hết chị rồi đến em đến kiếm chuyện. Giai Nguyệt đều chẳng để họ vào mắt. Giai Nguyệt có vẻ hơi ghen vì thấy những đồng nghiệp nữ xung quanh gọi Khải Gia với tôn giọng rất ngọt ngào. Khải Gia dường như đã nhận ra điều đó. Không không, tôi chỉ là lo cho anh không thể tập trung làm việc thôi. Giữa chúng ta chỉ có ông chủ và nhân viên. Mà cho dù anh có để cành cạch với ai trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ cơm bưng nước rót cổ vũ cho anh. Như đầu này nói tào lao cái gì vậy trời. Mặc dù trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng, nhưng thực tế thì không phải.
và tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào mọi sự cố gắng và nỗ lực của tôi. Ok, thôi được rồi, tôi đi đây. Trong cuộc họp, nhìn vẻ mặt say đắm của Lily dành cho Trương Tổng, cô nghĩ rằng đêm qua hai người đó đã có một đêm thật bùng nổ. Tự dưng ớn lạnh, Khải ra tưởng cô lạnh quá nên cho tắt luôn cái điều hòa. Lại như thế mà còn không biết mặc áo khoác, định đóng băng con tôi à? Khải ra ca ca, chúng ta cùng đi ăn đi. Xưng hô cho nó nét vào, ở công ty tôi là sếp của cô. Giám đốc Ly à, cô còn không biết Trương Tổng của chúng ta sao? Anh ấy là một người trắng đen rõ ràng, cực kỳ ghét mấy cái trò nịnh bợ. Sau này cô nên chú ý hơn để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Gia Nguyệt, cô là cái thá gì mà dạy đời tôi? Sao mà nóng nảy quá vậy? Xem ra sức chịu đựng của giám đốc Ly quá kém rồi. Lần sau tôi sẽ để mắt tới cô. Hạo Chân đã về, anh gọi điện mời Gia Nguyệt đến nhà mình nấu ăn, nhưng bản thân lại không biết nấu ăn. Cô về nhờ bà cô chỉ và nấu ra được một bữa trông thật đẹp mắt. Khải Gia xoa đầu cô khen ngợi. Giai đoạn 3 tháng đầu tiên đã qua rồi, hai vợ chồng cứ nên sinh hoạt bình thường đi chứ hả? Bà cô vừa dứt lời hai con người này đã ngượng đỏ chín mặt. Cô có muốn chúng ta? Anh khùm rồi hả? Tôi đang có bầu nhưng vẫn là hàng nguyên zin, bảo hành hơn 20 năm chưa gỡ. Tôi sẽ trao cho người chồng thật sự của mình. Vậy sẽ không phải tốt sao? Sau khi chúng ta đường ai nấy đi thì có thể thoải mái hẹn hò, và cho đến một thời điểm thích hợp sẽ làm đám cưới. Cô nghĩ cô không làm vợ tôi nữa thì có thể thành chị dâu tôi sao? Tôi với anh ấy chỉ là bạn. Sao anh nghe vậy? Nếu như cô dám làm trái quy tắc thì đừng có mong đợi gì ở tương lai, nghe chưa? Anh ôm lấy đầu cô, đừng nghĩ tới những điều vô lý nữa, ảnh hưởng con tôi. Ở công ty, khi nghe Lily nói rằng đêm qua cả hai người đã cùng uống rượu, ôn lại kỷ niệm cũ thì cô có một sự ghen nhẹ. Vì tối qua anh ta cũng về nhà trễ, cô ấy còn tìm được một bộ đồ không biết là tặng mình hay cho nhỏ kia nữa. Cô lập tức nhắn tin cho người yêu mình chất vấn. Nữ đồng nghiệp này đang lo lắng vì cô không muốn đến cái party của giám đốc Ly, nhưng hôm đó tụ tập rất nhiều sếp và những người quan trọng. Nếu không đi sẽ đắc tội. Lúc đem cà phê đến phòng sếp, mẹ cô gọi điện nói rằng hiện em trai cô đang hồi phục rất tốt, nhưng mà vẫn còn cần 50.000 để điều trị thêm. Cô nói với Khải Gia mình cần thêm tiền dưỡng thai vì em bé ngày càng lớn, và cần sắm thêm ít đồ cho bản thân vì mình bây giờ cũng đã ở một cương vị mới. Anh nói rằng anh sẽ nói thiết kế riêng trực tiếp may đồ cho cô, nhưng mà dạo này vị giác của tôi cũng thay đổi nữa. Thế thì cô chỉ cần nói với dì Chi là được, dạo này tâm trí tôi cũng rối bời nữa, ngủ chẳng đứng ngon giấc, tôi cũng chỉ vì em bé trong bụng thôi. Hai cha, ước gì có cục tiền đập vào mặt chắc tôi sẽ hết sốt luôn. Cô đang đùa với tôi đấy à? Có phải cô tốt nghiệp trường nghệ thuật không vậy? Tôi thấy cô từ trường diễn xuất nào đó ra thì có. Thôi được, tôi sẽ cho cô thêm 100.000 mỗi tháng. Nhưng nếu cô dám tiêu xài linh tinh, tôi sẽ bẻ luôn cái thẻ của cô. Đây cũng là con của tôi, làm sao tôi có thể dùng gì bậy bạ được chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Cô ta chỉ giở cái giọng đáng yêu mỗi khi xin mình cái gì đó thôi. Biết tin Gia Nguyệt đang ăn uống vui vẻ cùng với Hạo Chân ở nhà riêng thì Khải Gia vô cùng bực tức. Anh định đến đó cho cô một trận nhưng thư ký đã kịp ngăn lại. Anh nghĩ ra một cách, đó là lập tức gọi cô về công ty vì đang có cuộc họp gấp. Ba chân bốn cẳng lao về công ty nhưng công ty hoàn toàn vắng lặng, không có lấy một bóng người. Này, anh giỡn mặt với tôi hả? Hôm nay là cuối tuần mà anh cũng bắt tôi tăng ca sao? Giờ anh muốn tôi làm gì? Phụt, cô làm cho tôi ly cà phê khác đi. Tôi đi được chưa? Khải Gia kéo Gia Nguyệt ngồi vào lòng mình. Không phải tôi đã nói em là phải ở nhà nghỉ ngơi vào ngày nghỉ rồi sao? Anh theo dõi tôi à? Tôi chỉ muốn em được an toàn mà thôi, luật pháp ở Nam Thành rất công bằng, anh không phải lo cho tôi đâu. Anh lại một lần nữa dặn cô không được tiếp cận quá thân thiết với Trương Hạo Trần, và cô cũng giải thích lại rằng hai người chỉ là anh em nương tựa. Thấy cô vợ mình quá cứng đầu, anh đẹp cô ra hôn nhưng Gia Nguyệt đã kháng cự kịch liệt, chửi anh xa xả. Anh bất lực chẳng thèm nói gì với cô nữa. Đang nằm nghe nhạc, Hạo Trần gọi cho cô hỏi cô đã xong việc chưa, và rủ cô đến nàng thơ party vào lúc 4 giờ chiều. Cùng lúc đó hai người đã gặp Khải Gia và Lily. Kaka, em không nghĩ cô Nguyệt đây lại có mối quan hệ gần gũi với tiền bối này, cô thật không biết đùa. Chúng tôi chỉ là bạn bè, Gia Nguyệt với tôi là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Ái chà, tôi e là tôi không thể nào đếm được hết số bạn tâm giao của anh Hạo Chân đây. Tiền thì dễ kiếm nhưng bạn thân thì không. Bạn gái có thể có 2-3 người cùng lúc nhưng bạn nương tựa thì chỉ có một. Tôi cũng muốn trở thành người bạn tâm giao với Trương Tổng, còn tôi thì đang là vợ của anh ấy đây. Bỗng nhiên cô nhận được một tin nhắn đọc xong rất lo lắng, cô vội vã chạy ra ngoài. Đó là tin nhắn của em trai cô. Cô dặn dò cậu đủ thứ và nói cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh. Khải Gia vì lo lắng nên đã đi theo, tình cờ nghe được tình hình hiện tại của gia đình vợ. Anh hỏi tại sao không nói cho anh biết, tôi là chồng em, sao em lại giấu tôi? Anh kiểm soát tôi còn chưa đủ hay sao mà còn muốn kiểm soát luôn cả gia đình tôi nữa? Vậy ai mới xứng để chăm sóc cho gia đình em, là tên ôn dịch Trương Hạo Chân đó sao? Chiếc đầm đó là anh tặng cho cô ấy sao? Lúc nào cũng đi sớm về muộn, ai mới là người đang không tuân thủ theo hợp đồng chứ? Cách để làm cho phụ nữ im miệng là khóa môi cô ấy. Dù cho mối quan hệ của chúng ta có công khai hay không thì em vẫn đang là vợ của tôi. Nếu em dám thậm thụt với ai khác bên ngoài, cái mạng của em tôi không dám giữ đâu. Anh tưởng là mình muốn làm gì làm sao? Tất nhiên là em có thể kiểm soát tôi, nhưng mà còn phải xem thái độ em thế nào đã.
Thấy em gái đang có ý định cà cư với Brad, mình thì uyển như nổi trận lôi đình. Bốp, sao chị đánh em? Chị em cây cà lem cũng giật. Ca ca ơi, chị đánh bé. Xin lỗi cô ấy mau, con nhỏ đó đúng là không biết xấu hổ, dám đi quyến rũ cả anh rể mình. Em không giết nó đã là nhân từ lắm rồi. Lily là anh tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt. Nếu cô không xin lỗi con bé thì chúng ta từ nay coi như không quen biết. Ca ca, anh đừng trách chị ấy. Bấm nút biến xùm đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt thớt cô lần nào nữa. Xin lỗi được chưa? Quê là quê, chúng mình quê nhiều. Sao anh không nói sự thật cho Giai Nguyệt biết là anh đang bảo vệ hai mẹ con cô ấy như thế nào? Tránh để cô ấy cứ hiểu lầm anh mãi. Không quan trọng đâu. Sao muộn rồi anh còn đến đây? Sao vậy, anh không được đến sao? Chỉ là hơi bất tiện khi anh cứ ra vào như vậy. Vậy tối nay anh không đi nữa nhé. Nam nữ thụ thụ bất thân, như vậy không đúng lắm. Có gì mà không đúng lắm khi chúng ta là vợ chồng vậy. Vậy tùy anh, tôi mệt rồi tôi đi ngủ trước đây. Giai Nguyệt xuống bếp tìm nước uống, vô tình Khải Gia cũng vừa từ nhà tắm bước ra. Trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm. U là trời, sao ảnh ngoan quá vậy? Em có muốn như thế này không? Không không. Vậy em làm gì mà có em bé được vậy? Đó là tai nạn thôi. Trước khi có thai tôi vẫn là một thiếu nữ. Bây giờ thì không còn nữa đâu. Nhòm nhòm. Đừng mà Trung Minh Nga. Vậy để xem sau này em còn có dám có âm mưu gì nữa không. Hôm sau khi Giai Nguyệt đang tập thể dục thì gặp Sider. Trước giờ tôi không để ý cô. Giờ nhìn kỹ trông cũng em đấy chứ. Tất nhiên rồi. Sau giờ làm tôi rảnh thì sẽ gập bụng 200 cái. Chống đẩy 1.000 cái. Khi đến công ty, mọi người yêu cầu cô giải thích về hành tung của cô vào tối hôm trước khi họ thấy cô ở khách sạn với một người đàn ông. Cô nói rõ luôn đó là đối tác làm ăn, họ chỉ đang bàn công việc dự án phát triển mới. Có nam đồng nghiệp cũng đi theo nên làm chứng cho cô. À, Lily biết không hạ được cô nên đành tức tối im lặng. Chuyện lạ có 102, Uyển Như rủ Giai Nguyệt đi ăn. Cô nói rằng mình rất ghét con à Lily kia, cô sẽ giết à như cắt miếng thịt bò. Giai Nguyệt khuyên cô không nên bứt dây động rừng, mà cố gắng để vượt mặt đối thủ. Thấy Khải Gia đến, cô liền đứng dậy bỏ đi. Cô đi đâu vậy? Tôi về công ty làm việc. Giai Nguyệt, cô nên ngồi xuống ăn tiếp đi. Khải Gia ghét nhất là để đồ ăn thừa. Vợ chưa cưới và vợ trên danh nghĩa lại ngồi ăn cùng một bàn, lại còn có cả em gái trà xanh. Cái bàn ăn hay cái bùng binh? Cô cố tình chọc tức Khải Gia khiến anh ấy đứng dậy bỏ đi. Anh ấy nhìn có vẻ tức giận, chắc là đang ghen. Không phải chuyện của tôi. Anh ấy trước giờ luôn bình tĩnh, bây giờ lại tức ra mặt ra vậy là bởi vì cô đấy. Tôi chỉ là vợ tạm thời mà thôi. Trên đời này không có gì là không thay đổi, kể cả con người. Thấy Khải Gia nổi điên, cô sợ hãi giải thích đó chỉ là một trò đùa. Đùa không vui tôi đã căng, ly hôn hay không phụ thuộc vào quyết định của tôi. Bà dì đưa một số quyển sách về chuyện phòng the, em bé nó chỉ ngủ yên trong bụng mẹ. Buổi tối hai người làm gì cũng không ảnh hưởng. Nè, anh đừng có đọc, đừng có đọc, em đọc trước rồi đúng không? Quyến rũ anh trước, sau đó lại từ chối. Nóng lạnh thất thường khiến cho người khác mong nhớ. Anh bế cô lên giường, đừng có đến đây. Tôi để dành lần đầu cho chồng tôi, em lại muốn bỏ anh đi và lấy người khác sao? Anh sẽ cho em chết. Anh đè lên người cô, giữ chặt lấy hai cánh tay, hôn lên môi lên cổ. Khoan đã, như vậy sẽ làm đau em bé. Đừng lo, sẽ không sao đâu. Cô nghe thấy thế máu đang nghi nổi lên, chắc là anh có nhiều phụ nữ lắm. Sau đó quay ra giận dỗi. Khải ra dỗ một xíu cô liền đi ngủ. Hôm sau Lily ở trên công ty kể lời rằng mình giống như một người chịu thiệt thòi, sẽ luôn cố gắng ở bên Khải ra và chờ đợi tình yêu của anh ấy. Một lúc sau không ngoài dự đoán, với tính cách của Uyển Như khi biết được liền cho cô ta cú tát trời giáng. Cả hai cãi nhau ầm ĩ, náo loạn cả công ty. Uyển Như tìm Giai Nguyệt khóc lóc và cũng tiết lộ cho cô ấy biết về chuyện khó sinh con của Khải Gia. 3 năm trước nhà anh ấy bị ám sát, độc ác hơn một trong những tên sát nhân đã bắt con chăn độc cho cắn vào chỗ đó của Khải Gia nhân lúc anh ấy đang ngủ. Chất độc bây giờ vẫn còn trong binh đoàn nòng nọc của anh ấy, rất khó để sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Nhưng điều kỳ lạ là tên sát nhân đó đã chết. Và sau đó Trương Hạo Chân trở thành đứa cháu được yêu quý nhất. Điều này dấy lên nghi ngờ rằng chính anh ta là kẻ chủ mưu. Uyển Như mặc dù trước kia vô cùng độc ác nhưng tính khí xem ra cũng được. Cô còn tốt bụng khuyên Giai Nguyệt hãy tránh xa tên xấu xa kia. Giai Nguyệt cũng bày cho Uyển Như cách khẳng định vị thế của mình trước bọn hồ ly vây quanh Khải Gia. Uyển Như say xỉn tự nhiên lăn ra ngủ. Cô lúng túng gọi cho thư ký để đưa cô ấy về. Anh thư ký mách cho Khải Gia biết. Anh ta gọi cô về ngay lập tức. Bị nhéo tay rất đau, cô la làng. Sao em bướng vậy? Em cố tình không nghe lời anh hay là em bị điếc? Em chỉ đi ăn với cô ấy thôi mà. Em vẫn có thể bình tĩnh mà ngồi ăn với cô ta được sao? Cô ấy tâm trạng không tốt nên em không thể từ chối. Em là con lợn hả? Uyển Như có tò mò về cái bụng em sao càng ngày càng lớn. Em nói rằng mình bị u xơ cổ tử cung nên mới to như vậy. Tinh trí đấy. Nhưng mà dù sao đi nữa em cũng không nên quá thân thiết với cô ta. Cô thắc mắc tại sao cô ấy yêu anh thật lòng mà anh lại đối xử phũ phàng với Uyển Như như vậy. Và bản thân anh cũng không muốn hủy bỏ hôn sự này đúng không? Anh không trả lời mà còn hỏi ngược lại là lúc anh cắt đứt lương duyên với cô ấy, Giai Nguyệt có muốn đấu tranh vì bản thân mình không? Cô bảo không vì biết vị trí mình ở đâu. Anh hỏi rằng cô không thể cá cược vì con à?
cô càng lúc càng ngại chỉ biết nói anh ấy đừng đùa nữa. Lily đã sắp xếp một người phục vụ tạt nước sôi lên người mình và mua chuộc luôn người đó đổ tội cho Huyền Như. Khải Gia tức giận đến chất vấn vì cô đã hết lần này đến lần khác gây chuyện. Cô thấy những lần trước đều là do cô hãm hại Giai Nguyệt nhưng lần này cô chẳng làm gì cả. Khải Gia không còn tin cô nữa. Anh tuyên bố cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai bên gia đình. Điều này khiến cho cô vô cùng đau khổ. Hôm sau cô lên công ty dằn mặt con bé trà xanh đó. Nhưng khi ả ta nhìn thấy Khải Gia đã lập tức thay đổi sắc mặt, biến mình thành nạn nhân. Cô bị Khải Gia mắng trước mặt bao nhiêu người. Con nhỏ kia vô cùng hả hê. Khi cả hai rời đi, Giai Nguyệt an ủi cô ấy. Bản thân cô cũng nhận thấy có điều không ổn. Sau một hồi lục tìm manh mối, cô nhận ra tất cả đều là do một tay Lily sắp xếp. Uyển Như bị oan ức vô cùng nổi nóng nhưng cô đã sớm cản cô ấy lại để tránh Khải Gia thêm hiểu lầm. Uyển Như đến trước mặt Khải Gia cầu xin nhưng luôn bị anh phũ phàng. Cô giận quá mất khôn, yêu một người không yêu mình khổ như vậy đấy. Cô cầm dao lên dọa sẽ chết nhưng anh không quan tâm. Cô thân tàn ma dại cầm dao lên thẳng công ty tìm Lily xử tội. Cô không kiểm soát được hành động của mình, cầm dao đâm loạn xạ. Các nhân viên ở đó ai nấy đều bỏ chạy. Giai Nguyệt thấy chuyện không lành chạy ra đỡ cho Lily. Cô sợ liên lụy đến em bé, ôm bụng bỏ chạy. Vừa lúc đó gặp được Khải Gia, anh thấy dáng vẻ của cô thì vô cùng lo lắng, bế cô lên lập tức đưa đi bệnh viện. Và dường như những đồng nghiệp đã phát hiện ra Giai Nguyệt có bầu, liệu họ có phát hiện thêm về mối quan hệ của sếp mình và vị giám đốc này hay không? Chúng ta cùng đón chờ phần sau nhé. Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới nhé. Nếu thích mình làm phim gì thì cũng bình luận cho mình biết luôn nha. Không ấy thì các bạn vào kênh mình để xem thêm nhiều bộ phim khác hay hơn nữa nha. Cuối cùng, bạn nào đang xem, kéo xuống dưới ủng hộ cho tôi. Ít thì một nút like, nhiều thì một đăng ký. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu tôi nói gì chưa? Xin chào và hẹn gặp lại.